Thích chồng không mặc đồ. À đúng rồi, thích em không mặc đồ. Sao vậy, sao lại thích vậy? Sao lại thích vậy? Kính thưa quý vị khán giả, chồng em giống như là đi bộ đội vậy đó. Tán mấy giờ thức, làm gì. Lúc đi ngủ, phải mặc như là đồ bình thường. Một cái quần nhỏ, một cái quần sọt, một cái áo. Em không thích, em đâu có mò được. Em không có mò được. Có bây giờ em thích chồng mập mập như nè. Lúc chồng em cưới em, chồng em chưa có vậy đâu. Chồng em không có mập, nhưng mà em thích chồng em mập, cho nên làm cho chồng em mập lên. Xong rồi từ khi cưới em tới giờ chồng em ngủ là không có mặc đồ. Em thấy thoải mái không? Cũng thoải mái anh. Ghế cũng quen. Vợ cũng vậy luôn hả? Mới đầu em mặc đồ ngủ đẹp đẹp vậy đó. Sau này em cũng không mặc luôn. Dạ. Rồi là cái tần suất là 6 hay 7 hay 9? Dạo này ít rồi hả chồng? Dạo này tuần